Quý bạn đọc thân mến, chào mừng các bạn trở lại với chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào sử Việt tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị thân mến, tiếp nối sự thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Nhưng chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui hòa bình, độc lập, tự do thì đã phải cầm súng chiến đấu để giữ vững nền độc lập vừa giành được. Dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Kỳ, quân và dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định đã anh dũng đánh trả quyết liệt với lời thề thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Tháng 9 trong lịch sử dân tộc Việt Nam gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, khó phai. Để tìm hiểu về những sự kiện lịch sử của đất nước trong tháng 9, mời quý vị cùng chúng tôi tham gia chương trình giao lưu Tự hào sử Việt kỳ thứ tư với chủ đề Nam Bộ kháng chiến về những ngày lễ trong tháng 9 quy định cụ thể như sau. Đối tượng tham gia: quý bạn đọc đang sinh sống, học tập và công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến 9 giờ thứ 3 ngày 22 tháng 9 năm 2020. Hình thức tham gia: trực tuyến. Bước 1, đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2, xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video theo cấu trúc 1A, 2B, 3C. Đồng thời, dự đoán số người tham gia chương trình, bạn đọc để lại thông tin, họ và tên cùng số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp và ghi nhận đáp án đầy đủ đầu tiên nhất của mỗi tài khoản. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1. Ngày Nam Bộ kháng chiến là ngày tháng năm nào? A. Ngày 23 tháng 9 năm 1945. B. Ngày 23 tháng 9 năm 1954. C. Ngày 23 tháng 9 năm 1975. Câu 2. Nam Bộ kháng chiến là xung đột quân sự giữa Việt Nam và liên quân của những nước nào? A. Anh, Pháp, Mỹ. B. Anh, Pháp, Liên Xô. C. Anh, Pháp, Nhật. Câu 3. Ngày 23 tháng 9 năm 1959 là kỷ niệm thành lập tiểu đoàn nào tại tỉnh Đồng Tháp? A. Tiểu đoàn Đinh Bộ Lĩnh. B. Tiểu đoàn 2 Bình Xuyên. C. Tiểu đoàn 502. Câu 4. Năm 2020 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày chiến thắng dòng Thị Đam, Gò Quán Cung? A. 60 năm. B. 61 năm. Và C. 75 năm. Câu 5. Những ca từ sau đây trích từ ca khúc nào? Mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, rền khắp trời, lời quan hô. Dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền. A. Nam Bộ kháng chiến. B. Cô gái mở đường. C. Nhớ mùa thu kháng chiến. Câu 6. Ai là tác giả của ca khúc Nam Bộ kháng chiến? A. Trần Tiến. B. Tạ Minh Tâm. Và C. Tạ Thanh Sơn. Câu 7. Năm 2020 là kỷ niệm 43 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Liên Hợp Quốc. Hãy cho biết Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 25 tháng 9 năm 1977. B. Ngày 23 tháng 9 năm 1977. Và C. Ngày 20 tháng 9 năm 1977. Câu 8. Theo chỉ thị số 718 ngày 1 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ quy định lấy tháng 9 hàng năm làm tháng chủ đề gì? A. Tháng an toàn giao thông. B. Tháng an toàn thực phẩm. C. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Câu 9. Năm 2020 là kỷ niệm bao nhiêu năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh? A.
50 năm, B 51 năm và C 52 năm. Câu 10. Năm 2020 là kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Hãy cho biết Thư viện tỉnh Đồng Tháp được thành lập vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 29 tháng 9 năm 1976. B. Ngày 28 tháng 9 năm 1976. Và C. Ngày 28 tháng 8 năm 1976.